Chào mọi người, thì đây là cái tấm mặt mình chuẩn bị cưa để mình đổ cái mặt bàn, cái lô mặt bàn nguyên tấm này nhé mọi người. Thì mọi người coi thử nha. Thì cái mặt này là cái khúc cây. Cái khúc cây thì mình sẽ cưa ra thành các lát để mình đổ cái mặt epoxy á, như mấy cái lần trước mà mình đổ á. Đó, thì mọi người cho mọi người coi cái mà bên mình đang cưa nha. Ở khu mình ấy, cái này đa số là cưa bằng cái máy xẻ này nhiều. Đó, và cưa thì mình cứ điều chỉnh cái độ phân theo cái kích thước mình tiêu chuẩn ấy, như cái tấm mặt này là một cưa 5 phân nhé. Đó, cưa 5 phân, và cái này là gỗ me tây, hay còn gọi là gỗ lim đen hay gỗ mùng tím, thì là loại này nha. Thì mọi người coi thử nhé. Cái tấm này thì nếu mà bạn muốn mua thì một có thể bán lẻ cái tấm như thế này về cho mọi người tự đổ keo lên ấy, để mình làm cái mặt bàn hay mặt bàn ăn hay mặt bàn trà tùy mọi người. Thì cái này đường kính của nó là khoảng 1 mét đó, và cái tấm như thế này nếu mà một bán một tấm như thế này là 1,2 triệu á mọi người, là tấm mà hàng thô ấy, chưa đổ gì hết, một tấm như thế này là 1,2 triệu đó. Thì mọi người coi tham khảo thử nha. Thì mọi người có thể đổ lên làm bàn chè hay là bàn ăn theo kiểu như thế này. Cái tấm bàn lúc ấy là nó không bị lủng, còn cái tấm này thì mộc bị lủng ở giữa thì mọi người bắt buộc là phải đổ keo epoxy lên nha. Còn nếu không đổ thì mọi người có thể tráng cái lớp keo, tráng cắt cái kính đặt lên. Còn đây là đổ keo epoxy mọi người. Cái tấm mặt này mộc chuẩn bị đổ và cho lên cái sản phẩm mới của mộc. Sắp tới mộc sẽ quay cái sản phẩm cho mọi người coi nha. Cái tấm này mộc độ cực kỳ đẹp luôn đấy. Cái này thì ngang 1m1, dài 2m2. Đó. Cái độ ấy, cái tiền mặt ấy mọi người, tiền mặt thì nó tốn, thường nó rất là rẻ, như mộc nói là mộc mua rất là rẻ, nhưng mà cái keo này thì mình mua rất là mắc à. Tại vì như mộc mua 1 ký ấy, là loại mà tầm trung trung này khoảng 200 đến 230 một ký. 1 ký nhá mọi người, đó là 200 đến 230. Nghĩa là nó mắc ngang với cả gỗ cẩm la luôn. Nghĩa là cái tiền keo này, một ký keo này nó mắc ngang tiền với một ký gỗ cẩm. Đó, mắc ngang và mắc hơn luôn. Đó, thì sắp tới mộc sẽ ra các sản phẩm như thế này cho mọi người coi thử nha. Nhớ đăng ký channel của mộc nha. Rồi, chào tất cả mọi người.